Hồi xưa lúc chưa nuôi mèo á, mình nghe người ta nói con mèo á có đứa cái mặt nó có duyên, nhìn vô là thấy thương liền, còn có đứa cái mặt nó vô duyên dữ lắm, nhìn vô là sợ liền luôn á. Lúc đó mình suy nghĩ kiểu, ủa alo, con mèo cái mặt của nó lông không à, vậy mà còn có cái vụ mà có duyên với không có duyên nữa hả? Lúc đó chưa nuôi mèo nên nghĩ vậy. Tới hồi lụm mèo về nuôi mới biết thế nào là lễ hội. Chợm vía là cái lứa mèo đầu tiên mình lụm về nuôi có vằn với ba tê, rõ ràng nhan sắc của nó rất đẹp, nên là tới cái thời điểm mình nuôi con vằn với ba tê lớn luôn, mình vẫn không hề biết sự tồn tại của những con mèo sở hữu gương mặt vô viên. Cái con mèo đầu tiên mà nó thức tỉnh cho mình giác ngộ, mọi người biết là con nào không? Chính là cái con mèo cắt môi này đây, con bé Tuột. Lúc mà mình nhận nuôi bé Tuột là tại vì cái ngoại hình của nó lúc nhỏ quá giống Phô Mai, mà Phô Mai là con mèo mình thương nhất nhưng mà nó đã qua đời. Đem bé Tuột về nuôi cũng hy vọng mốt lớn lên nó cao to vạm vỡ xinh trai giống như Phô Mai, nhưng mà đời nó đâu có như là mơ. Tuột nó lớn lên một cái mình kiểu trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi, trời ơi nó xấu má hú luôn, chơi cái quả mái giật lên tới trên đỉnh đầu mới chịu. Sau con bé Tuột á là con Cam Niệm, cái đầu lúc nào cũng lặt lìa lặt lội qua một bên, trợn trợn con mắt lên nhìn đời. Nuôi tới con Nike là ở một tầm cao mới luôn, mèo mà bày lặt lé, mà Nike nó lé là lé xẻ chứ không phải lé kim đâu nha. Nhưng mà cũng nhờ nuôi mấy con mèo này, từ đó mình mới biết phân biệt nhan sắc của mấy nhỏ mèo. Chứ ngày xưa trong mắt mình con mèo là cái con bốn chân nhiều lông kêu meo meo, giờ thì hiểu rồi, không những nó không kêu meo meo mà nó còn hấu nữa.